chưa điều trị. À, cái vùng đây á, nó căng cái cơ lên, và cái rãnh cười á, nó không còn nữa, và cái cung chân mày á, nó được căng lên rất là nhiều. So sánh hai bên á, thì tôi đã thấy á, sự bên đây là khác biệt so với lại lúc trước rất nhiều. Khi bác sĩ á, làm xong á, thì tôi thấy á, là cái rãnh cười bên đây nè, tụi nó mờ đi và cái cơ mặt được nâng lên. So với bên này thì rãnh cười nó còn sâu và cái cơ mặt tôi nó chảy xệ. Rồi tôi thấy bên này á, nó trẻ đi và tôi rất là hài lòng. Mới có làm cái nửa bên mà chú thấy là da chú đã căng lên rồi, mà chú cũng hài lòng lắm đó, con thấy không? Bên này nè đó, so với bên này khác biệt, con thấy là nó lên rất là gọn và đẹp. Con bên này thấy xệ không đó? Còn cái cánh mũi của chú nè, bên này đẹp không? So hai bên ấy khác biệt. Chú cảm ơn bác sĩ đã làm chú trẻ trung ra, hy vọng một chút nữa sẽ làm thêm cái bên này thì nó sẽ căng lên nó đẹp. Tôi thích lắm, rất là hài lòng luôn. Thiết kế dạng đầu vuông để thắt chặt và tạo các điểm nail tuyệt vời khắp mũi dưới da, hiệu quả ngay sau khi điều trị, giúp cơ mặt được nâng lên, rãnh mũi má cải thiện rõ rệt và săn chắc. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Naturally là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực.